lên bài ca trái tim người lính, vì tổ quốc thân yêu tiếp bước cha anh lên đường, quàng lên vai cây súng chúng tôi hành quân, mang màu xanh áo lính tiến bước dưới quân kỳ, vẫn còn trong ba lô những trang thơ những câu kiều. Đây trái tim người lính luôn giữ tròn tình yêu, dù nắng mưa dù bão tố dù gian khó hiểm nguy, vẫn điểm chung đội ngũ vững vàng bước chân đi. Đây trái tim người lính kết nối và sẻ chia, đây trái tim người lính. Ngày 27 tháng 7 năm 2005, cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty sách Nhã Nam phát hành chính thức ra mắt bạn đọc, trở thành hiện tượng của ngành xuất bản và được ấn hành ở nhiều nước trên thế giới. Bản thảo ban đầu chính là từ một cuốn nhật ký do một người lính Mỹ nhặt được ở chiến trường và định ném vào lửa, nhưng người phiên dịch đã khuyên anh nên giữ lại vì trong đó có lửa. Ở đó ta bắt gặp những băn khoăn trăn trở trước tình yêu, cuộc sống, nhưng chúng ta cũng thấy được một ý chí mãnh liệt, những lời nói tự động viên cảnh tỉnh, một lòng can đảm phi thường, những điều đã làm nên một thế hệ anh hùng. 18 năm trôi qua, cuốn sách vẫn là bài học sâu sắc để giáo dục tình yêu nước, trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Tiếp lửa cho tinh thần ấy, vừa qua tổ chức Trái tim người lính đã khởi xướng và trao tặng miễn phí tủ sách Đặng Thùy Trâm cho nhiều thư viện, trường học ở Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội và ở cả huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi người nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm đã hy sinh hơn 50 năm trước. Dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ có ít nhất 15 tủ sách Đặng Thùy Trâm, mỗi tủ sách trị giá từ 100 triệu đến 150 triệu đồng, được trao tặng cho các trường học, bệnh viện ở nhiều vùng miền trên cả nước và sẽ hình thành chuỗi tủ sách Đặng Thùy Trâm trong các thư viện trường học trên cả nước. Thì tôi thấy đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và nhân văn, bởi vì là người dân trong thôn thì bình thường là chỉ xem để dành những cái thời gian để xem tivi hoặc là điện thoại rất là nhiều, và các cháu học sinh sẽ không có thời gian nhiều để tiếp xúc với các đầu sách. Bởi vậy mà bây giờ là các thôn chúng tôi đã được đón cái tủ sách này, thì các cháu học sinh cũng như là người dân của xã Văn Khê của chúng tôi sẽ có thời gian, có điều kiện để sẽ tiếp xúc với các đầu sách phong phú như thế này, sẽ nâng cao được những cái kiến thức rất là phong phú về tất cả các cái thể loại như là truyện này, rồi là những cái ý nghĩa của các cái đầu sách khác. Đọc sách ở nhà và ở trường không phong phú như ở đây, và lúc chỗ học chỗ đọc cũng không khang trang như đây. Bình thường con hay để đến nhà văn khóa khi ngoại ba là để con dạy em tập xe và chơi nhiều trò chơi ở đây, nhưng mà hôm nay con được đến đây là để vào một thư viện, con có thể đọc nhiều loại sách và để có thể củng cố thêm kiến thức về học tập của mình ạ. Chúng ta đã có cái ngày sách Việt Nam và văn hóa đọc, thì tủ sách Đặng Thùy Trâm cũng là một cái phần hoạt động thiết thực để hưởng ứng cái ngày sách văn hóa đọc Việt Nam. Chúng tôi hôm qua không chỉ là đọc sách bình thường, mà đây là cái tủ sách của những cái người đã đi qua kháng chiến, những người đã có hy sinh vì quê hương đất nước, cái truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Thì chúng tôi muốn thông qua tủ sách Đặng Thùy Trâm để hướng tới thế hệ trẻ đọc sách, nhưng mà cũng luôn luôn là nghĩ tới là ông cha mình đã hy sinh trong kháng chiến để có cái cuộc sống hòa bình hôm nay, để sống xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước. Và cái tủ sách Đặng Thùy Trâm này khác biệt với tủ sách khác, tức là đây là một tủ sách động, sách sẽ được bổ sung thường xuyên, và chúng tôi sẽ mời các cái nhà văn, các nhân chứng đến giao lưu với bạn đọc, và thậm chí có những cái phần thưởng để tặng cho các bạn đọc. Tủ sách Đặng Thùy Trâm là một trong nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa mà tổ chức Trái tim người lính đã thực hiện trong nhiều năm qua, với mong muốn truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ với Tổ quốc hôm nay, khi để có được nền hòa bình, độc lập, thống nhất dân tộc, thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh.
những người cựu chiến binh của tổ chức Trái tim người lính đã bền bỉ sưu tầm và vận động thân nhân các gia đình liệt sĩ hiến tặng các kỷ vật chiến tranh của các anh hùng liệt sĩ để làm tư liệu in thành sách hoặc trao tặng cho các bảo tàng lịch sử, tổ chức thành những chuyên đề trưng bày, triển lãm. Đây được xem là những tư liệu sống để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc ta, để thế hệ trẻ sống xứng đáng hơn với những gì các bậc tiền nhân đã để lại. Chúng tôi đã tiến hành việc sưu tầm tư liệu chiến tranh từ gần 20 năm trước. Đó là khi tôi nhân danh một nhóm các nhà văn cựu chiến binh phát động cuộc vận động sưu tầm và xuất bản bộ sách Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam vào năm 2004. Tiếp đó, tôi cũng vinh dự là tác giả ý tưởng và trực tiếp tham gia ban tổ chức cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu kỷ vật kháng chiến của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, tổ chức những năm 2008-2010, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cuộc vận động sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an Nhân dân của Bộ Công an những năm 2012-2016, nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an Nhân dân. Chúng ta đều biết là trái tim là biểu tượng của tình yêu và là con đường từ trái tim đến với trái tim bao giờ cũng gần nhất. Chúng tôi đã nảy ra ý tưởng thành lập Trái tim người lính Việt Nam. Nòng cốt là một số văn nghệ sĩ, cựu chiến binh đã từng tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Và đó cũng là thời điểm mạng xã hội phát triển rất là mạnh. Chúng tôi đã tận dụng lợi thế của mạng xã hội để kết nối, chia sẻ, tôn vinh và tri ân tất cả những người lính, những người thân của lính và những ai chưa từng mặc áo lính nhưng lại luôn mang trong mình trái tim người lính. Chúng tôi là những cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở nhiều chiến trường, nay trở về với đời thường. Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam là một tổ chức rất độc đáo và nhân văn, có thể kết nối không chỉ với các cựu chiến binh mà cả những người thân của họ và với thế hệ trẻ. Đặc biệt, các hoạt động của tổ chức Trái tim người lính đều có khả năng lan tỏa những năng lượng tích cực, những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta. Vì thế, tôi đã đứng ra vận động thành lập câu lạc bộ Trái tim người lính thủ đô và chủ biên cuốn sách Trái tim người lính thủ đô. Với truyền thống ngàn năm Thăng Long Hà Nội, chúng tôi tin tưởng câu lạc bộ Trái tim người lính thủ đô sẽ là một sân chơi bổ ích, năng động và sáng tạo cho tất cả những ai là người Hà Nội đang mang trong mình trái tim người lính, mang trong mình tình yêu Hà Nội. Tôi luôn đánh giá cao các cái hoạt động truyền thông cũng như hoạt động tri ân, những hoạt động mà gắn bó với việc tuyên truyền những hình ảnh người lính, và nhất là các thế hệ chúng tôi, những đồng đội và nhiều năm có nhiều kỷ niệm, những năm tháng ở chiến trường gian khổ khó khăn, và trong đó có bản thân mình có ý nghĩa mãi một thời đã gắn bó và luôn luôn mang với tuổi trẻ tươi xanh cho đến hiện ngày nay. Có lẽ là nhờ cái mạng xã hội mà tổ chức Trái tim người lính đã gắn kết được rất nhiều các cái thành viên của tổ chức Trái tim người lính Việt Nam. Hiện nay cái tổ chức Trái tim người lính Việt Nam có hơn 200.000 thành viên, được rất nhiều cộng đồng, có thể cả trong quân đội, có thể cả ngoài quân đội, các cái thành phần đều tham gia, và nó giúp cho chúng tôi là kết nối và chia sẻ, tôn vinh và tri ân những người lính. Và hiện nay thì tổ chức Trái tim người lính Việt Nam đang phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện cuộc vận động sưu tầm kỷ vật và viết tình yêu qua chiến tranh từ năm 2020 đến 2025.
chúng tôi cũng mở rộng đối tượng sưu tầm không chỉ là các cựu chiến binh, mà còn các cựu công an dân, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh nữa. Về kết quả của các cuộc vận động sưu tầm nêu trên thì đã có hàng vạn kỷ vật có giá trị được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Công an Nhân dân. Gần đây thì hàng trăm kỷ vật quý cũng được bàn giao cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Và chúng tôi đã biên soạn, xuất bản, tuyển tập những lá thư thời chiến Việt Nam hàng ngàn trang. Đặc biệt là vào năm 2020, bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam đã ra mắt 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang khổ lớn. Tủ sách cùng tên Trái tim người lính cũng đã ấn hành được 6 tập. Riêng năm 2023 có 3 tác phẩm được ấn hành, đó là Trái tim người lính miền Tây, Trái tim người lính thủ đô và Trái tim người lính Vị Xuyên Hà Giang vừa ra mắt bạn đọc. Gia đình ấy, của tôi ấy, thì là có cậu ruột tôi đi trong chiến tranh hy sinh trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Có một cái được thời gian mà cậu đi để mà trong vượt núi băng rừng ấy, thì cậu có tranh thủ viết về những lá thư cho gia đình. Thì tôi cũng về động viên với gia đình là cái kỷ vật đó thì mình muốn là nếu như để trong nhà thì mình cũng có chỉ trong phạm vi ở trong gia đình thôi. Thế nhưng mà mình muốn là làm sao để mình gửi được những cái kỷ vật đó để lan tỏa ra. Cũng mong muốn là được lan tỏa đến thế hệ sau, là nhớ đến cái công lao rồi những cái sự hy sinh mất mát to lớn của cha anh ta đi trước. Khi mà chúng tôi được tiếp cận ấy, và bản thân mình được đọc những cái đoạn nhật ký hay là những cái bức thư rồi những cái kỷ vật mà chính bản thân các anh kể lại, thì và thấy rằng là cái sự hy sinh mất mát của cha ông ta phải làm sao để cho thế hệ sau này họ phải biết được. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là tất cả những cái tư liệu hiện vật mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sưu tầm được qua cái phát động, chương trình phát động của Trái tim người lính để các cái thân nhân gia đình liệt sĩ và những người lính trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là tư liệu sống để lan truyền được cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ sau này hiểu hơn về cuộc chiến tranh, sự hy sinh mất mát của cha ông ta. Có thể nói trong 3 năm qua, thông qua cuộc vận động sưu tầm viết về tình yêu qua chiến tranh, đã có thêm hàng trăm kỷ vật ý nghĩa, gồm cả kỷ vật và di vật đã được bổ sung và lưu giữ tại đây. Thế và mỗi một kỷ vật, đặc biệt là di vật của các liệt sĩ, đều có một cái câu chuyện rất xúc động đằng sau. Thậm chí đó là số phận của một con người, hạnh phúc của một gia đình đã đi qua chiến tranh nhiều chục năm. Tóm lại, những cái di vật, những cái kỷ vật mà chúng tôi đã phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức sưu tầm hết sức có ý nghĩa, và hàng trăm kỷ vật như thế đã bổ sung cho cái bộ sưu tập của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong những năm gần đây. Mang màu xanh áo lính, tiếng bước dưới quân kỳ, vẫn còn trong ba lô những trang thơ, những câu kiều. Đây trái tim người lính luôn giữ tròn tình yêu, dù nắng mưa, dù máu tô, dù gian khó hiểm nguy, điệp chung đội ngũ vững vàng hướng chân đi. Đây trái tim người lính kết nối và sẻ chia, đây trái tim người lính tôn vinh và tri ân. Nơi biên cương tổ quốc, nơi xa xao biển xanh, đây trái tim người lính vang mãi khúc quân hành.